Đây là vườn dâu đầu tiên mà mình sẽ đi nha mọi người. Đa phần các vườn dâu á là mình đều sợ thông tin ở trên mạng trước khi mà quyết định đi. Và vườn dâu này là vườn dâu ở Đà Lạt. Trước khi các bạn vào á là các cô chú sẽ dẫn các bạn tới cái khu vực mà chọn cái mức giá mà các bạn muốn đi. Thì đối với cái vườn dâu này á là dâu được trồng ở dưới đất, các bạn sẽ dùng rổ và họ sẽ phát cho các bạn rổ và kéo để mà hái sau khi mà các bạn chọn khu vực, tại vì mỗi khu vực nó sẽ có một cái mức giá khác nhau nha. Thì nói chung là các bạn cảm thấy thích và thấy phù hợp á thì các bạn có thể chọn ở đây. Có hái dâu nào đây? Dâu dưới này thì sao? Dưới này 250 trên 300. Hộp đây này, con lấy hộp đi. Thử đi sâu vào ngắm thử xem hàng hết nó ok. Đây là vườn dâu thứ hai mà mình sẽ đi nha mọi người. So với vườn dâu đầu á thì vườn dâu này là vườn dâu thủy canh nha. Có nghĩa là vườn dâu đầu là mình sẽ hái dưới đất, còn vườn dâu này thì mình sẽ hái ở trên những cái giàn, nó sẽ cao hơn, mình đi ngang là mình có thể hái được rồi. Đó thì các bạn có thể chọn khu vực để mà hái. Nói chung là đối với cái vườn này thì nó chỉ có một mức giá thôi. Thì các bạn hái ở đâu cũng được, hái từ trên xuống dưới, hái tràn lan đại hải, nói chung là muốn hái khu vực nào cũng được nha. Thì ở vườn này á, thì nó sẽ có hai loại, một loại á, là dâu tây, còn cái dâu đen á, hay còn gọi cái tên là phúc bồng tử nha các bạn. Phúc bồng tử, quả mâm xôi màu đen á, thì nó sẽ có hai loại như vậy. Và mình cảm thấy là ở cái vườn này thì nó sẽ sạch sẽ hơn và đi lại nó cũng dễ hơn nữa các bạn. Rồi các bạn cùng mình tham quan vườn dâu và hái dâu nha. Các cô chỉ mình á, nếu mà những cái quả dâu nào mà có cái hạt nó bị lôi ra ngoài á các bạn, thì đó là những cái quả dâu rất là ngọt luôn. Mà đa phần những cái quả đó thì nó sẽ hơi kẹ một chút, là cái quả nó hơi nhỏ nhỏ một chút, nhưng mà nó rất là ngon nha mọi người. Đó, thì cái đó là cái tip của cô chủ vườn chỉ mình đó. Ừ, nó lôi hết rồi, chắc ngọt lắm. Cái cảm giác mà được tận tay hái những cái quả dâu chín mọng á, thích lắm mọi người ạ. Dâu tây á thích hợp với khí hậu mát mẻ. Mình ở vùng biển á nên là không có trồng được. Cô chủ vườn cũng rất là dễ thương. Công việc của cô mỗi ngày chỉ là chăm sóc vườn dâu, vừa nhẹ nhàng vừa nâng niu, chậm rãi mà không hối hả. Tự nhiên mình cảm thấy là mình thích cái cuộc sống này luôn á. Nó rất là hay. Ha ha ha.
Đầu tiên ở dưới đây quay. Đoạn này thì mình sẽ xuống cái dãy tiếp theo. Thì cái dãy này sẽ có hai loại. Một loại là dâu Hàn, còn cái thứ hai là dâu Mỹ. Dâu Hàn thì quả nó sẽ mỏng hơn, nó tròn hơn. Còn quả dâu Mỹ thì nó sẽ cứng hơn và nó dài hơn nha mọi người. Thì lát nữa Diện sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem và phân biệt hai loại dâu này nha. Đây là khu vực của Phúc Bùng Tử nha mọi người, hay còn gọi là quả mâm xôi, quả dâu đen. Thì hiện tại á, quả mâm xôi này cũng đang ra trái rất là mỏng, rất là ngon luôn nha. Mọi người có thể xem cái hình ảnh của quả mâm xôi cận kề nè. Thì ngoài khu vực quả mâm xôi dưới này á,
thì mình sẽ có thêm là cà chua bi và một vài dàn dâu nữa nha mọi người. Thì mình sẽ tiếp tục đi hái dâu và phúc phụng tử nha. Trời ơi, cũng được một rổ dâu tây quá trời luôn nè mọi người ơi. Trời ơi, đã quá luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì có thể like và subscribe kênh của mình để cho mình có động lực ra video tiếp theo thật là hay hơn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.